Lễ khai giảng năm học mới của trường Trung học phổ thông Phạm Phú Thứ, huyện Hòa Vang sáng nay có Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Lê Trung Chinh đến dự và chung vui. Bước vào năm học mới 2022-2023 này, trường Trung học phổ thông Phạm Phú Thứ chào đón 484 học sinh vừa được tuyển sinh vào lớp 10, trong đó có 8 em là đồng bào dân tộc Cơ Tu trên địa bàn huyện. Năm học này, trường có 33 lớp học với 1.359 học sinh. Sau 2 năm phải khai giảng trực tuyến do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19, việc được khai giảng trực tiếp tại trường là niềm vui lớn với thầy cô giáo và học sinh nhà trường. Hôm nay là được khai giảng ngay tại trường thì em rất là vui và rất là ngạc nhiên khi thấy quang cảnh khai trường cấp 3 vì sau 2 năm mình chưa được nhìn thấy. Và trong năm nay em sẽ đặt mục tiêu là cố gắng và học trường của công an. Năm học 2021-2022 vừa qua, trường Trung học phổ thông Phạm Phú Thứ đạt nhiều kết quả nổi bật. Tỷ lệ học sinh khá giỏi đạt gần 85%, tỷ lệ tốt nghiệp Trung học phổ thông đạt hơn 99%. Đồng thời, trường cũng đạt 34 giải học sinh giỏi cấp thành phố. Thực hiện cái chủ đề của năm học thì thầy và trò nhà trường đã tập trung xây dựng cái kế hoạch giáo dục của nhà trường để thực hiện chủ đề năm học. Trong đó tập trung thứ nhất là thực hiện cái chương trình sách giáo khoa mới 2018 đối với học sinh khối 10. Thì đối với nhà trường thì có 6 lớp học ban khoa tự nhiên và 5 lớp học ban khoa học xã hội. Còn đối với khối 11 và khối 12 là tiếp tục thực hiện chương trình sách giáo khoa cũ thì nhà trường đã xây dựng kế hoạch để mà nhiều cái giải pháp để nâng cao chất lượng giáo dục trong năm học này bằng nhiều cái giải pháp là cụ thể. Tại lễ khai giảng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Lê Trung Chinh đã đánh trống khai trường, đồng thời trao thưởng cho các em học sinh đạt thành tích xuất sắc thi tuyển vào lớp 10 của trường và các em học sinh vượt khó học tập tốt.